Chúng ta sẽ học bài ôn tập về phân số trang 148. A. À, viết phân số chỉ phần tô màu của mỗi hình dưới đây. Ta có hình 1. Hình A, hình 1. Hình vuông được chia làm 4 phần bằng nhau. Tô màu 3 phần, như vậy là tô 3 phần 4. Tổng số phần này chính là cái mẫu của phân số. Chia làm 4 phần bằng nhau thì mẫu nó sẽ là 4. Vậy tô màu bao nhiêu phần? Tô màu 3 phần, vậy nó sẽ là tử, chính là 3 phần 4. Ở hình 2, ta đếm xem có tất cả bao nhiêu phần bằng nhau. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì mẫu nó sẽ là 5. Tô màu 2 phần, vậy tử sẽ là 2, chính là 2 phần 5. Hình 3, hình tròn này chia làm mấy phần bằng nhau? Ta sẽ tính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần bằng nhau. Vậy mẫu nó sẽ là 8. Tô màu 5 phần, vậy tử nó sẽ là 5. Vậy đã tô màu 5 phần 8. Hình 3. Ý B, hình 1, viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây. Đã tô màu cả một hình tròn này, vậy đây chính là phần nguyên, nó sẽ là 1. Và đây là phần phân số. Phần phân số thì đây, hình tròn này chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Chia làm 4 phần bằng nhau, vậy thì mẫu nó sẽ là 4. Và tô màu 1 phần thì tử của nó sẽ là 1, vậy là 1 phần 4. Nó sẽ là phân số 1, 1 phần 4. Hình 2, có 3 ô vuông thì có 2 ô vuông là tô màu tất cả, vậy thì cái phần nguyên của nó sẽ là 2. 2 ô vuông. Và cái ô vuông thứ 3, hình vuông thứ 3 người ta chia làm 4 phần bằng nhau. Đây nó sẽ là phân số. Chia làm 4 phần bằng nhau thì cái phân số của nó sẽ là mẫu là 4. Tô màu 3 phần, vậy tử sẽ là 3. Vậy nó sẽ là tô màu 3 phần 4 của cái hình vuông này. Đúng không? Vậy nó sẽ là 2, 3 phần 4. Tiếp theo, hình 3. Có tất cả 4 ô vuông thì có 3 ô vuông tô màu đầy đủ hết. Vậy thì nó chính là phần nguyên là 3. Cái một hình vuông cuối cùng, người ta chia làm 3 phần bằng nhau. Vậy mẫu nữa sẽ là 3. Tử nó sẽ là 2 phần tô màu và tử nó sẽ là 2. Vậy nó sẽ làm phân hỗn số là 3, 2 phần 3. Hình 4, có 1, 2, 3, 4, 5. 5 hình tam giác, nhưng chỉ có 4 hình tam giác là tô màu hết. Vậy cái chỗ 4 này sẽ là phần nguyên. Ở đây hình tam giác chia làm 2 phần vào nhau, vậy mẫu nó sẽ là 2. Tô màu 1 phần, vậy tử nó sẽ là 1. 1 phần 2, 4 1 phần 2. Bài số 2, rút gọn các phân số. Muốn rút gọn các phân số, ta sẽ chia cả tử và mẫu của nó cho cùng một số để cho phân số của nó nhỏ đi, gọn đi, đúng không? Và ta sẽ có bài 2, 3 phần 6. Ta thấy là cả tử và mẫu đều chia cho 3, và ta sẽ lấy 3 chia 3 và mẫu cũng chia 3. Cả tử và mẫu đều phải cùng chia cho một số, chia cho cùng một số, ở đây cùng chia cho 3 sẽ bằng 1 phần 2. 18 phần 24. Sau 4, 2, 4, 6, 3, 18. Như vậy cho thấy là 18 chia cho 6 và 24 cũng chia hết cho 6 sẽ bằng 18 chia 6 bằng 3, 24 chia 6 bằng 4, vậy sẽ bằng 3 phần 4. 5 phần 35. Chia 5 được 7. Vậy ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 5. 5 chia 5 được 1. 35 chia 5 được 7 bằng 1 phần 7. Phần 90.
Ta thấy đều chia cho 10 sẽ bằng 4/9. 75 chia 30 lấy 75 chia hết cho 5 mà 30 cũng chia cho 5. Bảy mươi lăm chia 5, 7 chia 5 được 1, 1 5 là 5, 7 chia 5 bằng 2, hạ 5, 25 chia 5 được 5 bằng 15, 30 chia 5 được 6. Ở đây vẫn rút gọn đường tiếp, chia hết cho cả tử mẫu cho 3 nữa đúng không? Cho 3 nữa. Bọn ta thấy là này sẽ chia hết cho 15. Chia cho 15. Đấy. 75 chia 15 sẽ được 5. 30 chia 15 sẽ được 2 bằng 5/2. Ta chia cả tử và mẫu cho 15. Bài 3. Quy đồng mẫu các phân số. Quy đồng mẫu các phân số là chúng ta sẽ đưa các phân số này về cùng mẫu với nhau. Ý A có 3/4 và 2/5. Ta quy đồng mẫu luôn. A 3/4 và 2/5 thì ta sẽ lấy phân số thứ nhất, ta sẽ nhân cả tử và mẫu với mẫu của phân số thứ hai. Mẫu phân số thứ hai là 5. Ta nhân 3/4 này với 5, cả tử và mẫu nhân với 5 bằng 15/20. 2/5 sẽ bằng, ta cũng nhân cả tử và mẫu của phân số 2/5 này với mẫu của phân số kia là 4 bằng 2 × 4 là 8, 5 × 4 là 20. Vậy ta thấy đưa về hai phân số cùng mẫu số là 20 rồi. Ý B, 5/12 và 11/36. Ở bên này ta thấy mẫu của phân số này chia hết cho mẫu của phân số kia, vậy ta sẽ lấy mẫu lớn hơn làm mẫu số chung. 36 chia 12 sẽ được 3. Cái phân số này ta giữ nguyên, ta sẽ quy đồng mẫu số của phân số này, ta lấy 5/12 sẽ bằng. Muốn biết là phân số này nhân với bao nhiêu để mẫu nó bằng cái này thì ta sẽ lấy mẫu này chia cho mẫu này. 36 chia 12 sẽ được là 3. Vậy ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3 bằng 15/36. Và phân số này không phải quy đồng, ta sẽ nói là giữ nguyên 11/36. Ý C, 3/3 sẽ bằng, ta sẽ tìm xem mẫu số chung của cái ba cái mẫu này là bao nhiêu. Nếu ta không tìm được mẫu số chung nhỏ nhất thì ta sẽ tìm, ta sẽ lấy mẫu phân số này, ta sẽ nhân với cả hai mẫu của số này. Ta sẽ lấy 3/2 nhân với cả 4 và 5, nhân 4 nhân 5, nhân mẫu của cả hai phân số kia sẽ bằng 2 × 4 là 8, 8 nhân 5 bằng 40 phần 2 × 3, 3 × 4 12, 12 × 5 60.
Đấy. Tiếp theo phân số 3 phần 4. Cũng làm tương tự như vậy. 3 phần 4. Ta nhân với lại mẫu của hai phân số còn lại, nhân với 3 và 5. Dưới mẫu cũng nhân với 3, nhân với 5. Và 3 x 4 x 5, 4 x 3 x 5 cũng bằng nhau. Vậy mẫu sẽ bằng 60 như trên. 3 x 3 là 9, 9 x 5 bằng 45. 45 phần 60. Cuối cùng là 4 phần 5. Nhân với mẫu của hai phân số còn lại. Đó là 3 và 4. Nhân 3 x 4. Mẫu là 60. 3 x 4 bằng 12. 12 x 4 bằng 48. Vậy nó sẽ ra 3 phân số có mẫu là 64 là 60. Vâng, giống nhau. Bài 4. Trong 149. So sánh. 17 phần 2 12 và 5 phần 12. So sánh hai phân số cùng mẫu. Phân số nào có tử lớn hơn thì sẽ lớn hơn. Hai phân số này cùng mẫu là 12, phân số này có tử là 17, lớn hơn 5, cho nên phân số 17/12 lớn hơn. So sánh hai phân số cùng tử. Hai phân số cùng tử thì phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. Ta thấy mẫu 10 nhỏ hơn mẫu là 9, vậy phân số này sẽ nhỏ hơn phân số này. Hai phân số này khác mẫu, ta phải quy đồng để so sánh. Hoặc ta sẽ rút gọn, quy đồng hoặc rút gọn để chúng ta so sánh. Ta thấy là 6 phần 15 có thể rút gọn được. Chia cả tử và mẫu của phân số 6 phần 15 này cho 3. 6 chia 3 15 chia 3 bằng 6 chia 3 bằng 2, 15 chia 3 bằng 5 sẽ bằng 2 phần 5. Bên này cũng là 2 phần 5, vậy hai phân số này bằng nhau. Bài số 5. Viết tiếp phân số thích hợp vào vạch ở giữa 1 phần 3 và 2 phần 3 trên tia số. Có nghĩa chúng ta chỉ điền chỗ này thôi, vạch này thôi. Còn những vạch này chúng ta không phải điền. Viết phân số thích hợp vào vạch ở giữa 1 phần 3 và 2 phần 3. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát từ 0 đến 1. Người ta chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần bằng nhau. Như vậy bây giờ ta sẽ quy đồng mẫu hai phân số này với mẫu số là 6. Ta có 1 phần 3 quy đồng với mẫu số là 6 thì ta phải nhân với 2. Vì 3 x 2 là 6, ta sẽ nhân cả tử với 2 nữa. Bằng 2 phần 6. Còn phân số 2 phần 3 ta cũng quy đồng với mẫu số là 6 thì ta nhân với 2 thì nó sẽ là 6. Vậy thì trên tử nhân với 2 bằng 4 phần 6. Ta thấy ở đây là 1 phần 3 rồi đến một số đến 2 phần 3 đúng không? 1 phần 3 rồi đến cái số đó đúng không? Rồi đến 2 phần 3. Và bây giờ 1 phần 3 chính là 2 phần 6. Số ở giữa đang phải tìm. Rồi đến 2 phần 3 chính là 4 phần 6. Vậy ta thấy giữa 2 phần 6 và 4 phần 6 chính là 3 phần 6. Như vậy ở đây số giữa hai cái số 1 phần 3 và 2 phần 3 chính là 3 phần 6. Hay là 1 phần 2. Chúng ta có thể điền là 1 phần 2 vì 3 phần 6 cũng bằng 1 phần 2. Vì 3 phần 6 khi ta rút gọn đi nó sẽ bằng 1 phần 2. Vậy đây chúng ta có thể điền là 3 phần 6 hoặc là 1 phần 2. 1 phần 2 hoặc là 3 phần 6, tùy. Chúng ta có thể ghi là 3 phần 6 không? Hoặc chúng ta có thể ghi là 1 phần 2 cũng được. Hoặc
chúng ta có một cách làm khác. Đó là cho ta nhìn xem. Từ 0 đến 1 chia làm 6 phần bằng nhau. Vậy thì tuyến vạch này chính là một nửa, đúng không? Một nửa. 1 2 3, bên này là từ đây sang bên này là 1 2 3. Một nửa chính là 1/2. Vậy đây chính là phân số 1/2, ta điền 1/2 vào đây. Mà 1/2 cũng chính là 3/6. Chúng ta có điền một, có thể điền 1/2 hoặc 3/6. Bằng cách là chúng ta quy đầu như nãy thì chúng ta có thể điền được 3/6, đúng không? Còn nhìn vào đây, chúng ta nhìn thấy ngay đây chính là một nửa của 0 và 1, chính là 1/2. Điền luôn 1/2 vào đây cũng được,